Trường Giang lộ ảnh tình tứ bên Thanh Thúy khi Nhã Phương đi quay ở Nga. Nhã Phương liệu có nổi máu ghen, đặt vé máy bay về nước luôn để xử lý bạn trai. Sau khi trắng tay tại VTV Award 2017, Nhã Phương đã lên đường sang Nga để quay phim. Nữ diễn viên tranh thủ cập nhật đoạn ảnh mới trên trang fanpage, hơn 5 triệu người theo dõi. Cũng cách đây ít tiếng, nữ diễn viên Thanh Thúy bất ngờ đăng tải một hình ảnh khá khả nghi. Nhiều dân mạng nhanh chóng nhận ra người đàn ông mà cô chụp từ phía sau lưng chính là Trường Giang. Mới đây nhất, nam danh hài bị dân mạng ồ ạt kéo vào trang cá nhân để chửi sấp mặt vì status bị nghi là đã xé các đồng nghiệp nhận được các giải thưởng tại VTV Award, còn mình thì không. Bóng dáng này liệu có phải là Trường Giang hay không? Nhiều fan ruột khẳng định người đàn ông đang bị Thanh Thúy khều chân chọc ghẹo chính là bạn trai Nhã Phương. Trên thực tế, Thanh Thúy và Trường Giang có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Thanh Thúy còn tự nhận mình là cô gái trong bóng đêm của nam danh hài. Còn dưới đây là một số hình ảnh khoe dáng nụt nà móc khâu của Nhã Phương. Nữ diễn viên mặc quần jean ngắn, sỏ xăng đan chiến binh và chiếc áo khoác tràng mỏng bên ngoài vô cùng sành điệu. Tranh thủ đi dạo khi không có cảnh quay. Khoảnh khắc ngạc ngời của mỹ nhân sinh năm 1990, tạo hình sự tinh dâu của Nhã Phương trong phim mới. Giàu có, hết ra lửa, nhưng bốn bà mẹ chồng của sao Việt vẫn rất thân thiện với con dâu. Tăng Thanh Hà, Jennifer Phạm, Dương Trương Thiên Lý và tới đây là Hoa hậu Thu Thảo, có những bà mẹ chồng vô cùng nổi tiếng. Diễn viên Thủy Tiên, mẹ kế chồng Hà Tăng. Tăng Thanh Hà kết hôn với ông xã Lũy Nguyễn vào cuối năm 2012. Trong đám cưới của Tăng Thanh Hà, sự xuất hiện của mẹ chồng cô, doanh nhân Thủy Tiên, khiến rất nhiều người chú ý bởi bà sở hữu vẻ đẹp mặn mà, đầm thắm không thua kém gì con dâu. Được biết, Thủy Tiên trước đây không xa lạ gì với showbiz Việt. Bà từng là diễn viên và tham gia khá nhiều bộ phim nổi tiếng như Vị Đắng Tình Yêu, Chân Dung Màu Đỏ, Cô Gái Điên, Tôi Và Em. Sau khi kết hôn cùng ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Thủy Tiên rời xa nghiệp diễn, tập trung cho kinh doanh và đạt rất nhiều thành công trên thương trường. Hiện tại, bà Thủy Tiên là tổng giám đốc một công ty lớn, bà điều hành 25 quỹ tư nhân, các hãng bán lẻ, trung tâm thương mại, phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Trong rất nhiều sự kiện, Tăng Thanh Hà xuất hiện cùng mẹ chồng, cả hai luôn rạng ngời và vui vẻ, đặc biệt là mẹ chồng Hà Tăng, bà luôn được báo chí quan tâm và khen ngợi bởi sự trẻ trung, sang trọng, bản lĩnh. Bà Thanh Thanh, mẹ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm. Cũng giống Tăng Thanh Hà, ngay sau khi kết hôn với doanh nhân Đức Hải, báo chí và truyền thông đã lập tức soi người mẹ chồng nổi tiếng của Jennifer Phạm, đó là bà Trương Thị Thanh Thanh. Bà Trương Thị Thanh Thanh sinh năm 1951, nguyên quán ở Đà Nẵng. Bà là con gái của bác sĩ Trương Gia Thọ. Bà tốt nghiệp khoa vật lý phân tử Đại học Tổng hợp Liên Xô cũ. Bà Thanh Thanh còn từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Khi con trai ngỏ ý muốn lấy Jennifer Phạm, bà Thanh cho biết: "Tôi luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của các con. Hạnh phúc của các con cũng là hạnh phúc của gia đình chúng tôi." Về phần mình, Jennifer Phạm rất thân thiết và yêu thương mẹ chồng. Cô tâm sự, dù chồng cô có nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi lần vào đây làm việc, cô đều đến ở cùng với bố mẹ chồng. Cô tự hào, ngoài mẹ ruột thì mẹ chồng là người thương tôi nhất. Mẹ chờ tôi mỗi khi đi diễn khuya, nấu cho tôi nồi cháo gà và ngồi chờ con dâu ăn xong mới đi ngủ. Bà Tư Hường, mẹ chồng Dương Trương Thiên Lý. Tháng 8 năm 2011, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn ở tuổi 22. Mẹ chồng của Á hậu chính là bà Trần Thị Hương, còn gọi là Tư Hương. Bà Tư Hương là chủ của một tập đoàn và một ngân hàng thương mại cổ phần lớn. Công ty bà là một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới đến Việt Nam và mời được ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn. Ngoài ra, bà Tư Hương còn nắm trong tay rất nhiều bất động sản và là chủ của khu resort sang trọng ở Nha Trang. Theo bà Tư Hương, gia đình bà đã bỏ ra 65 triệu đô la Mỹ đầu tư vào khu resort này. Á hậu Thiên Lý khi được hỏi về chuyện mẹ chồng nàng dâu đã cho biết: "Tôi xin phép không nói nhiều bên gia đình nhà chồng vì là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, tôi có thể nói ngắn gọn một câu là tôi rất may mắn khi được gặp gỡ và có duyên với những người tuyệt vời." Bà Dương Thanh Thủy, mẹ chồng tương lai Hoa hậu Thu Thảo. Ngay khi thông tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo chuẩn bị kết hôn với doanh nhân trẻ Trung Tín, rất nhiều người đã chúc mừng cô vì sắp bước chân vào một gia đình gia giáo quyền lực. Được biết, mẹ chồng tương lai của Hoa hậu Thu Thảo là bà Dương Thanh Thủy, một người phụ nữ giỏi giang thành đạt trên thương trường. Bà Dương Thanh Thủy sinh năm 1961. Trước khi có cuộc sống giàu có thành đạt như hiện nay, bà Dương Thanh Thủy đã trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Được biết, do nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, từ 6 tuổi, bà Thủy đã phải đi ở đợ cho nhà người khác. Điều này đã hun đúc cho bà ý chí quyết tâm làm giàu và thành đạt.
Công ty của bà Dương Thanh Thủy sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm làm đẹp và khách sạn trên cả nước. Hiện tại, doanh nghiệp này đang triển khai khoảng 6 dự án bất động sản tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Thời gian gần đây, bà Thủy rất dành về hậu trường để nhường sân cho con trai là doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Anh đang nhận nhiệm vụ tổng giám đốc công ty. Tuy giàu có và thành đạt, nhưng bà Thủy có cuộc sống khá giản dị và thân thiện. Bà không áp đặt hay can thiệp quá mức vào đời sống của con trai. Vì thế, khá nhiều lần báo chí bắt gặp vị doanh nhân giàu có quyền lực này vui vẻ đi sự kiện cùng con trai và những người bạn của con. So gia sản khủng của nhà chồng hai ngọc nữ của showbiz Việt, Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và diễn viên Tăng Thanh Hà được ví như hai ngọc nữ của showbiz Việt bởi sự xinh đẹp, tài năng và không scandal. Gia sản kết xù của nhà chồng hai người đẹp cũng khiến vạn người ao ước. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Gần đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo xác nhận thông tin sẽ kết hôn với bạn trai đại gia vào tháng 10 tới, khiến nhiều khán giả quan tâm. Thu Thảo được coi là một trong ít những người đẹp Việt xây dựng được hình ảnh đẹp, sạch scandal và được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ bởi nhan sắc thuần khiết, nhẹ nhàng và trong trẻo. Bên cạnh đó, vị hôn phu của Hoa hậu lại sở hữu khối tài sản kết xù, khiến không ít người ngưỡng mộ ao ước. Doanh nhân Trung Tín sinh năm 1987 là người có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Hiện anh là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, một tập đoàn sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn trên cả nước. Có thể nói, Trung Tín là thiếu gia giàu từ trứng nước khi xuất thân trong một gia đình giàu có và thừa kế sản nghiệp của gia đình năm 30 tuổi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng cũng như sự cố gắng, bản lĩnh của Trung Tín. Anh tốt nghiệp Đại học Melbourne năm 2011 với bằng thạc sĩ về thương mại. Cơ ngơi gia đình chồng sắp cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng. Có thể kể đến ngay hệ thống tòa nhà Land Center tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cao ốc 15 tầng mix áo dài, chuỗi các nhà hàng khách sạn. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tư chạm dừng Mekong tại Long Thành và Tiền Giang, chạm dừng chân lớn nhất miền Tây tính đến thời điểm hiện tại. Năm 2015, Trung Tín gây chú ý khi lọt top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bầu chọn. Năm 2016, chồng tương lai của Đặng Thu Thảo càng chú ý hơn khi đảm nhận vai trò là đơn vị cung cấp địa điểm tổ chức sự kiện giao lưu của Tổng thống Mỹ Barack Obama và 300 bạn trẻ. Bên cạnh đó, Trung Tín có mối quan hệ thân thiết với ông xã Tăng Thanh Hà là Louis Nguyễn, cả hai đều trong hội các doanh nhân trẻ tuổi tài cao. Tăng Thanh Hà, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ lui về hậu trường khi lên xe hoa cùng Louis Nguyễn. Rất nhiều tranh luận bàn cãi về quyết định này của nữ diễn viên một thời. Và thời gian đã trả lời cho tất cả. Giờ đây nhắc về ngọc nữ màn ảnh Việt, người ta không chỉ nói về sắc đẹp, tài năng mà còn là sự giàu có, quyền thế. Trước khi kết hôn, Tăng Thanh Hà thuộc top sao Việt có cát xê cao ngất ngưỡng từ việc đóng phim, quảng cáo và là mỹ nhân được săn đón nhiều nhất showbiz Việt. Nhưng đó không là gì so với khối tài sản khổng lồ khi cô bước chân về làm dâu. Cũng từ đây, Tăng Thanh Hà chuyển hướng sang hình tượng một doanh nhân, bà chủ với cuộc sống vạn người mơ ước. Gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà sở hữu tập đoàn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, nắm giữ 30% thương hiệu nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam. Cha đẻ của Louis Nguyễn là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, nắm giữ nhiều trung tâm mua sắm ở Hà Nội thuộc loại cao cấp. Bên cạnh đó, tập đoàn của gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà còn mở rộng đầu tư ở một số quốc gia Đông Nam Á về thời trang và mỹ phẩm. Hiện tại, Tăng Thanh Hà sống chung cùng nhà chồng ở biệt thự triệu đô với nội thất xa hoa giáp vàng và đầy đủ tiện nghi như sân tennis, hồ bơi ngay trong khuôn viên gia đình. Ngoài ra, gia đình cô sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ thuộc các thương hiệu như Audi, Bentley, Phantom, Lexus, Maybach. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn và vợ là cựu diễn viên Thủy Tiên được mệnh danh là vợ chồng vua hàng hiệu Việt Nam. Bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam trong danh sách 500 nhân vật quyền lực làng thời trang thế giới do tạp chí Business of Fashion bình chọn. Đêm cuối, vợ hot girl bị chồng đâm 36 nhát rồi bỏ trốn. Theo ông H, chiều hôm sự việc xảy ra, Kiều chuẩn bị đồ đạc đi chơi với người bạn gái đứng đợi ngoài cổng nhưng Thịnh không đồng ý. Liên quan đến vụ chồng đâm vợ hot girl 36 nhát rồi bỏ trốn, ngày 11 tháng 9, trao đổi với báo Đất Việt, ông NVH, tổ trưởng tổ 17, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do lá đơn ly dị. Kiều đưa đơn ly dị cho Thịnh ký nên căng thẳng mới ở mức đỉnh điểm như vậy. Hơn nữa, do chiều cùng ngày sự việc xảy ra, Kiều chuẩn bị đồ đạc để đi chơi với người bạn gái đang đứng đợi ngoài cổng nên anh Thịnh không đồng ý. Còn chuyện giữa vợ hoặc chồng có mối quan hệ tình ái bên ngoài thì không ai biết, ông H nói. Theo ông H, thời gian gần đây, Nguyễn Tấn Thịnh, 34 tuổi, trú ở tổ 17, làm ăn không phát triển nên cũng hay bức xúc và có lời qua tiếng lại với vợ là Nguyễn Thị Diễm Kiều, 23 tuổi.
Bản thân Thịnh không có hộ khẩu ở phường Yên Thế, nhưng từ khi về ở rể, tôi chưa thấy Thịnh thể hiện tính hung hăng cũng như chưa gây ra tội gì bao giờ. Sự việc xảy ra, người dân ai cũng bất ngờ và thấy đáng tiếc cho đôi vợ chồng trẻ này. Mấy ngày nay, gia đình nhà chồng Kiều cũng đến đầy đủ và tiễn đưa con dâu về nơi an nghỉ cuối cùng, ông Hách nói thêm. Cùng ngày, phóng viên liên hệ với ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thế cũng khẳng định. Đến thời điểm này, chuyện quan hệ ngoài luồng của hai vợ chồng Thịnh ông không thấy có. Tôi cũng nghe người dân sống gần đó nói vợ chồng Thịnh có đôi lần xảy ra xích mích. Tuy nhiên đêm trước hôm sự việc xảy ra là cãi nhau to nhất, ông Hiếu cho biết. Cũng theo ông Hiếu, trước đây chị Kiều làm tiếp thị bia, nhưng từ khi có con nhỏ thì đã nghỉ việc, ở nhà chăm con và lo cho gia đình. Hiện tại các cơ quan chức năng đang phối hợp để truy lùng bắt Thịnh, đồng thời thông qua các mối quan hệ bạn bè để yêu cầu đối tượng ra đầu thú. Được biết, Thịnh là con út trong gia đình rất có điều kiện, có tiếng ở khu vực biển hồ. Mặc dù Thịnh không nghiện ngập rượu chè, nhưng có tính mê cờ bạc, cá độ dẫn đến nợ nần rất nhiều. Riêng căn nhà do cha ruột Thịnh cho hai vợ chồng cũng bị bán đi lấy tiền tiêu xài trả nợ. Do vậy, hai vợ chồng không ở riêng mà ở trong nhà mẹ vợ. Vợ chồng Thịnh cưới nhau được 3 năm nay và đã có một con nhỏ 2 tuổi. Như báo chí đưa tin, vào chiều tối ngày 9 tháng 9, Thịnh đi chơi về và có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chị Kiều. Trong lúc cãi nhau, Thịnh lấy ra một con dao đâm liên tục nhiều nhát vào người chị Kiều. Thấy vậy, em gái chị Kiều chạy vào can ngăn thì cũng bị Thịnh dùng dao đâm một nhát vào chân. Sau khi gây án, Thịnh đã vứt dao và bỏ trốn. Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, chị Kiều đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân đã bị đâm tổng cộng 36 nhát dao trên người, con dao gây án cũng đã được tìm thấy trong một hầm rút sau nhà. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.